phát từ mục đích chăn nuôi an toàn, đề phòng nguy cơ dịch bệnh và cho ra đời những quả trứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một nông dân ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình đã thực hiện mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong tiểu mục đi tìm thực phẩm sạch của tuần này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình trang trại trứng gà sạch này. Trang trại 1 hecta này được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào và bạt che phủ, chứ không phải là tường bao. Bạt vừa đủ kín để gà cách ly với mầm bệnh bên ngoài như con người, rác thải. Và khi trời nắng, chỉ cần lật bạt lên là trang trại gà đã được khử trùng. Đó là một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học. Trong cái quá trình quy hoạch thì chúng tôi đã tập trung vào chọn là xây dựng cái mô hình chuồng khép kín. Thứ nhất là cái chuồng khép kín nó có cái ưu điểm là cái vật nuôi của mình luôn nằm trong một cái khuôn mà mình quản lý được một cách tốt nhất, không để ảnh hưởng về môi trường, về khí hậu. Chính vì vậy hơn 10 năm nay, trang trại gà đẻ trứng này vẫn phát triển bền vững. Nhiều đợt dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nhưng chưa một lần ghé thăm trang trại này. Nếu để ý kỹ, khách tham quan sẽ thấy trang trại dù có 20.000 con gà, nhưng phân gà thì lại rất ít. Đó là vì ông chàng sử dụng hệ thống khử trùng hiện đại. Thêm vào đó, gà khỏe mạnh, thích nghi tốt với thời tiết là nhờ những tấm đệm lót sinh học. Để đàn gà nó đảm bảo khỏe mạnh, ngoài cái vaccine ra, thì chúng tôi thường là bổ sung thêm các cái khoáng chất và các cái vitamin ADE để tăng cường cái sức khỏe cho đàn gà. Chính vì thế cái kháng sinh là chúng tôi rất ít khi sử dụng đến. Rồi là quá trình sử dụng các nguồn thức ăn có chất lượng, không có những cái hormone tăng trưởng hoặc là không có những chất tạo màu, tạo nạc hoặc có tất cả những cái chất cấm nào trong nguồn thức ăn. Hiện nay trang trại nhà ông đã có 20.000 con gà mái đẻ trứng, chủ yếu là giống của Thái Lan và Indonesia. Trung bình mỗi tháng, ông chàng cung cấp ra thị trường 130.000 quả trứng, sẽ cho doanh thu từ 5 đến 6 tỷ đồng một năm. Trừ chi phí, lãi 6 đến 700 triệu đồng một năm. Trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nên sản phẩm trứng đưa ra thị trường luôn được người tiêu dùng lựa chọn, thương lái hài lòng trả giá cao. Nhân kỷ niệm Ngày Tiết kiệm Thế giới 31 tháng 10, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm Thế giới năm 2016 với chủ đề Tiết kiệm hôm nay, tươi sáng ngày mai. Chủ đề lần này hướng đến nhóm đối tượng phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với số tiền tiết kiệm từ 5.000 đến 10.000 đồng một tháng, trong vòng 5 năm từ 2012 đến 2016, 11 triệu hội viên phụ nữ đã tạo được nguồn quỹ tiết kiệm đạt hơn 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ 1,5 triệu phụ nữ vay vốn thoát nghèo bền vững. Người phụ nữ Việt Nam tiết kiệm để lo cho gia đình, xã hội và người nghèo. Điều này khẳng định quan điểm, cuộc sống hôm nay phải nghĩ đến ngày mai. Việc tiết kiệm kể cả những khoản tiền nhỏ nhưng nếu đúng cách thì cũng sẽ đem lại hiệu quả to lớn đối với đời sống kinh tế và xã hội. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 28 nữ sinh viên nghèo vượt khó của Học viện Phụ nữ và Học viện Ngân hàng. Tiền tiết kiệm và hiệu quả để có một cái tương lai tốt đẹp hơn, cũng cho việc học tập.